Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em đang gửi tới mọi người một sản phẩm. Đây chính là dàn nóng điều hòa của Hyundai Chago 15 tấn 24 tấn đời mới, sản phẩm của công ty Halon Hàn Quốc. Đây là sản phẩm, đây là đời mới. Đây là cái thân của nó rất dài, chiều dài từ chân sang chân là 80, chiều ngang là 40. Anh em lưu ý có một đời cũng là đời Chago nữa, nhưng mà hai cái bích này nó quay về vừa mới là đời mới đây. Còn một cái quay ngược quay xuôi nó là đời cũ. Đây. Mã hàng của nó là 99230700D. Thằng này rõ luôn là dàn nóng của Chago đời mới. Đây là cái đời phin liền luôn. Cảm ơn anh em đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới mọi người cái sản phẩm, đó chính là dàn nóng của Hyundai Chago đời mới. Anh em có nhu cầu cần hỗ trợ về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp. Em xin chào.